Bà con và các bạn thân mến, nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, từ lâu tỉnh Lâm Đồng đã hình thành vùng chuyên canh rau nổi tiếng. Đến nay, nhiều nhà nông tại Lâm Đồng đã tiếp cận mô hình canh tác rau công nghệ cao, từng bước chinh phục thị trường rau cao cấp trong nước và vươn ra thế giới. Chương trình hôm nay mời bà con và các bạn cùng đến với tổ dân phố Thăng Long, thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà, gặp gỡ ông Vũ Minh Tuấn, người đã mấy đời gắn bó với nghề nông và sự đột phá trong phát triển kinh tế, đã đến từ việc đổi mới tư duy canh tác, chuyển đổi và sản xuất rau sạch. Gia đình ông Vũ Minh Tuấn ở thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà, canh tác cà phê mấy chục năm nay. Nhưng từ ngày việc trồng rau công nghệ cao phát triển ở Lâm Hà, cũng như nhiều bà con khác, ông quyết định chuyển đổi một phần đất sang trồng rau theo quy trình Việt Gáp. Hơn 2 năm gắn bó với cây rau, người nông dân này gặp không ít khó khăn. Nhưng những thuận lợi và lợi nhuận từ hướng canh tác mới này lại rõ rệt. Nếu như số vốn đầu tư cho hơn một sào nhà kính ở đây lên đến 250 triệu đồng, thì hiện nay thu nhập từ khu vườn này mang lại cũng không dưới 30 triệu đồng mỗi tháng. Cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái đổi mới tư duy về các cái định hướng để mình có thể tham khảo đấy để làm cái hữu cơ. Đó. Cái thứ hai là khi mà chuyển đổi sang làm hữu cơ thì bước đầu nó cũng rất là khó. Thứ nhất là mình phải đầu tư những các cái điều kiện mà để mà làm hữu cơ nó tốn kém hơn. Đó, cho nên cũng rất là khó, nhưng mà mình cũng phải từ từ từng bước, cho nên là gia đình cũng phải làm từ từ từng bước, cho nên mình vừa làm và vừa tính toán và tìm ra cái hướng nào mà nó cảm thấy nó bền vững mà nó phù hợp với mình nhất, chứ không phải là đầu tư một cách dàn trải. Theo ông Tuấn, trồng rau theo Việt Gáp để đáp ứng nhu cầu thực phẩm an toàn của thị trường, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Hiện nay, khu vườn này canh tác xoay vòng giống dưa leo baby và cà chua trái cây. Tuy nhiên, để sản phẩm không bị sức ép của thị trường, không chịu sự chi phối của các thương lái, ông Vũ Minh Tuấn đã chủ động tìm nguồn ra ổn định cho tất cả các sản phẩm của mình bằng cách ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm với hợp tác xã. Thì khi mình làm hữu cơ thì mình làm theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp kết hợp với bên hợp tác xã Công Thành thì cái sản phẩm đầu ra của mình nó tốt hơn, cái giá cả nó ổn định hơn. Thứ hai là cái sức khỏe của chính gia đình mình nó tốt hơn. Đó, cho nên là mục đích như vậy nên là gia đình cũng đang chuyển đổi một cách từ từ. Đó, tại vì tùy theo cái điều kiện là vốn đầu tư ban đầu thì ta chuyển đổi từng bước một. Làm sao để có một cái kết quả nó tốt nhất. Ngoài những lợi nhuận kinh tế thì yếu tố an toàn cho người tiêu dùng và người trồng cũng là điều mà gia đình ông cảm nhận rõ hiệu quả ở hướng canh tác này. Bởi trong quá trình trồng và chăm sóc vườn, không phải tiếp xúc với các hóa chất độc hại, mà còn có thể ăn khi vừa mới hái từ trên cây xuống, không sợ thuốc, không sợ độc hại và ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Quay sang làm một cái sản phẩm mới, ví dụ như là cái hữu cơ, thì thứ nhất là nó an toàn hơn cho sức khỏe của con người. Thứ hai là nó ra được những cái sản phẩm tốt hơn để phục vụ cái đời sống con người. Thứ ba là cái giá cả nó ổn định hơn. Đó. Theo cái lối truyền thống tại vì mình làm không kiểm soát cho nên là cái chất lượng khi mình đưa ra thì chỉ là đi những cái thị trường gọi là bán lẻ thông thường cho nên là nó cái kết quả nó không được cao. Đó, thì người tiêu dùng người ta cũng không biết truy xuất được cái nguồn gốc xuất xứ của cái sản phẩm đó. Cho nên là nhiều khi người ta cũng không dám lựa chọn để mà ăn. Hiện nay, cả người nông dân và người tiêu dùng đều ý thức được sự an toàn trong canh tác nông nghiệp, cũng như sử dụng các sản phẩm nông sản. Chính vì thế, xu thế trồng rau sạch theo các bộ quy chuẩn như Việt Gáp ngày càng được bà con quan tâm hơn. Và những vườn rau như thế này thật sự đã cho những kết quả rất tốt, không chỉ mang đến lợi nhuận cao cho người trực tiếp chăm sóc, mà còn mang đến những loại nông sản thật sự an toàn, góp phần tạo nên thương hiệu rau Đà Lạt Lâm Đồng sạch và ngon. Thưa bà con và các bạn, màng phủ nông nghiệp là vật liệu làm bằng nhựa dẻo, mỏng, có hai mặt màu khác nhau, chuyên dùng để phủ mặt liếp trồng rau. Màng phủ nông nghiệp đã được sử dụng rộng rãi để trồng rau ở nhiều nước trên thế giới. Vậy màng phủ này có ưu nhược điểm như thế nào? Mời bà con và các bạn cùng tìm hiểu ngay sau đây. Màng phủ nông nghiệp.
là vật liệu làm bằng nhựa dẻo, mỏng, có hai mặt màu khác nhau chuyên dùng để phủ mặt liếp trồng rau. Màng phủ nông nghiệp đã được sử dụng rộng rãi để trồng rau ở nhiều nước trên thế giới. Ưu điểm: hạn chế sâu bệnh hại, nhất là giai đoạn cây còn nhỏ. Ngăn chặn cỏ dại, cỏ không mọc được nơi mặt liếp có đầy màng phủ. Điều hòa độ ẩm mặt đất, độ ẩm đất ít biến động trong mùa mưa lẫn nắng, tiết kiệm nước. Hạn chế mất phân bón, màng phủ ngăn cản bốc hơi và rửa trôi phân, tiết kiệm phân bón. Hạn chế lần phèn, mặn ở các tháng mùa khô. Hạn chế thiệt hại do chuột phá hoại cây rau. Vì vậy, màng phủ nông nghiệp tăng khả năng bảo vệ cây trồng, giúp cây sinh trưởng tốt cho năng suất cao hơn, mặt liếp không phủ. Nhược điểm: giá đầu tư cho sản phẩm ban đầu cao, tàn dư màng phủ khó phân hủy trong điều kiện tự nhiên, dẫn đến ô nhiễm môi trường. Tại sao hai mặt màng phủ nông nghiệp có màu sắc khác nhau, sử dụng như thế nào? Mặt màu xám bạc có tác dụng phản chiếu ánh sáng mặt trời lên mặt dưới của tán lá, giúp hạn chế sự tấn công của côn trùng cư ngụ ở mặt dưới lá, vì môi trường dưới tán cây bị thay đổi như chói sáng và nóng hơn mặt liếp đầy rơm nên không thích hợp cho sự sinh sống của sâu bọ. Đặc biệt vào các tháng cuối mùa nắng từ tháng 2 đến tháng 4, lúc này côn trùng gây hại nặng. Hiệu quả giảm côn trùng thể hiện rõ nhất ở giai đoạn cây còn nhỏ. Bộ lá còn nằm trực tiếp trên mặt liếp 20 đến 25 ngày sau khi gieo, có tác dụng bảo vệ cây con khỏe mạnh ngay từ lúc nhỏ. Ngoài ra, mặt xám bạc của màng phủ còn điều hòa nhiệt độ đất ở gốc và mặt màu bạc cung cấp thêm ánh sáng, giúp cây quang hợp tốt hơn trong mùa mưa, trời thiếu nắng. Mặt màu đen có tác dụng ngăn cản ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt đất, nên ngăn chặn hiệu quả sự phát triển của cỏ dại. Nơi nào có mặt liếp đầy màng phủ thì cỏ dại không mọc. Do có tác dụng như vậy, nên khi sử dụng màng phủ nông nghiệp, bà con chú ý đưa màu xám bạc lên trên, màu đen xuống đất mới phát huy tốt tác dụng chống côn trùng, đồng thời kéo dài tuổi thọ của màng phủ. Những điều cần lưu ý khi trồng rau sử dụng màng phủ nông nghiệp. Để sử dụng màng phủ nông nghiệp trong sản xuất rau có hiệu quả, cần lưu ý các điểm sau. Cung cấp nước đầy đủ là điều kiện quan trọng quyết định sự thành công của kỹ thuật tiến bộ dùng màng phủ nông nghiệp, nhất là trong mùa nắng. Chọn các loại rau phát triển phù hợp với điều kiện mặt liếp có màng phủ. Bón phân đúng cách để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây. Bà con và các bạn thân mến, chuyên mục Chuyện Nhà Nông tuần này xin khép lại tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.